cùng thi ra ruộng làm nghề hấp mía và mía nước gôm nha cả nhà ơi. Đặc biệt cái nữa là nay có người ở lòng tiếng phụ thi nè, cả nhà nghe nha. Để mần cái món hôm nay thì đầu tiên mình đi chặt mía trước. Mía này dẫu thi được gọi là mía thanh dịu xanh, vị thì ngọt thanh, vừa không có quá gắt. Được một cái cây nó bự quá chừng luôn. Và đó là nhân vật lòng tiếng đó cả nhà. Trước tiên mình sẽ làm nước sốt ốp gà. Cả nhà cho 1 muỗng hạt niêm, nửa muỗng bột ngọt, thêm 2 muỗng sa tế, tầm khoảng 3 muỗng canh nước mía, thêm miếng màu điều hôm bữa thì có mần để vô keo. Do có nước mía đã ngọt rồi cho nên cả nhà không cần thêm đường. Thì ốp để đó tầm 15-20 phút cho con gà nó thấm. Giờ thì chuẩn bị nồi ơ đem ra ruộng, xong rồi gốc mía chuẩn bị hấp. Thì róc xong rồi chặt từng đoạn nhỏ để một lớp ở phía dưới. Sau đó là để con gà lên thì cho thêm 1 miếng nước mía nữa. Giờ thì đậy lại hấp tầm nửa tiếng à, để tận dụng phần than phía bên dưới thì sẽ đem vài khúc mía đi nướng. Lâu lâu đổi gió ra ruộng nấu ăn ta nói cũng vui. Ra ngoài này rộng rãi mát mẻ, làm thì nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa là đến mùa sẽ đi móc lúa, móc trứng hột vịt đồng nướng ăn tại ruộng. Còn có ruộng nào mà người ta đốt đồng thì có một món tuổi thơ cũng rất là ngon, đó chính là những hạt cơm cả nhà. Nói nào ngay, tuy là nó hơi dơ xíu nhưng mà ăn rất là thơm. Lầy hoay thì cái mía nướng của mình cũng đã xong rồi nè, bây giờ thì róc ra ăn rồi cảm nhận cái vị cho cả nhà mình ha. Cả nhà mình nhìn kìa, cây mía nó còn bốc khói luôn đó. Vị thì ngọt thanh, ấm ấm, mùi thì rất là thơm, thì cảm nhận cái mùi nó giống như là khoai lang nướng thì phải. Còn cả nhà mình ai đã ăn rồi thì thấy nó làm sao. Màng đét ơi, nhìn con gà hấp mía của mình kìa, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Da thì vàng ôm mà, nhìn cái màu thì bắt mắt rồi đó. Bây giờ ăn để coi cái vị bên trong sao nè. Thì đem đi hấp có nửa tiếng à, cho nên thịt vừa chín tới, không có quá khô. Cả nhà nhìn rồi chấm cái bữa ăn hôm nay được mấy điểm. Ngoài trời thì mát mẻ, ăn con gà nướng nóng hổi, gà vườn cho nên thịt rất là dai, ngọt. Chấm cùng với muối ớt tắc, chua chua, cay cay, ăn hít hạ, ta nói ngon dữ thần. Mà cái keo màu điều của Thi trong nhà thì cũng còn nhiều. Cả nhà coi cái món nào mà ngon ngon từ nó thì chỉ Thi làm với hen.